Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay em Thắng tiếp tục lên một ít đồ nghề hàng bãi cho mọi người. Thì anh em mình xem nếu như có một mã sản phẩm nào đó phù hợp với nhu cầu của mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Và cái số điện thoại này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là cái phần tiêu đề. Rồi thì trước khi đi vào clip thì em Thắng cũng có vài vấn đề lưu ý với anh em. Thì đối với bên em sẽ có hai hình thức giao dịch. Nếu như anh em là mình chuyển khoản thì em Thắng sẽ bao cái phí vận chuyển về nhà cho mình. Còn nếu như anh em là mình muốn ship code, nhận hàng, mình thanh toán tiền cho bên giao hàng thì mọi người vui lòng mình thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em. Và đối với bên em thì nếu như anh em mình xem sao thì mình người có thể theo dõi những cái phần cập nhật trên cái phần tiêu đề cũng như là cái mô tả. Thì lúc này thì em Thắng sẽ có để những cái mã số còn lại để cho anh em mình có thể mình biết được những cái món hàng nào còn ha. Rồi thì để không làm mất thời gian của mọi người thì em Thắng xin vào mã số 1 của clip ngày hôm nay. Rồi mã số đầu tiên trong clip này thì em Thắng sẽ vào cho mọi người một cái kìm ha. Đầu tiên của mình là một cái cây kìm cắt nhỏ, nó đến từ thương hiệu hãng ARM. Thì con này thì mọi người có thấy ngoại hình nó cũng còn khá là ok. Về cái phần ngoại hình thì nó không có bị rỗ. Nó có chữ dấu rít nội địa Nhật cũng như là chữ Japan. Tên hãng của mình là ARM DN125. Và tất cả những cái chi tiết này thì nó được chập chìm. Về phần tổng quan của vỏ kìm thì con này nó cũng còn khá là đẹp nha mọi người. Đối các đồ khít có một lỗ tròn thuốc dây. Con này thì nói chung là nó không có cái lỗ vấn đề gì ha. Rồi em Thắng sẽ cắt thử cho mọi người xem. Nhỏ nhưng mà nó có vỏ ha. Cắt rất là ngọt. Rồi tổng chiều dài của cái kìm này nó dài được là 13.5 nha, 13.5 cm. Anh em nào mình thích cái kìm nhỏ này mọi người mình chốt giúp em mã số G1 nha anh em, mã số G1. Rồi con này giá của mình là 80.000 ha. Cho anh em mình thích những cái dòng kìm nó nhỏ nhỏ mình có thể mình sưu tầm của Nhật rồi ha. G1 con này 80.000. Rồi tiếp theo mã số G2 thì tiếp tục mình vẫn qua một cái kìm cắt nữa. Con này thì size nó bự hơn và nó đến từ thương hiệu là hãng Hosan. Con này thì nó trang bị cho mình hai lỗ tuốc dây, cũng với đó là lưới cát của mình thì nói chung là nó cũng có xài nên anh em mình thấy cũng có những cái vết râm râm nhẹ ha. Nhưng mà bên này thì anh em mình nhìn nó khít thẳm ở sáng. Cái vết râm râm có thể là do người ta cắt kiểm cái đồ ha. Rồi con này nó đến từ thương hiệu hãng Hosan. Về phần vỏ thì nói chung là nó cũng là hàng bãi nên nó cũng không có đẹp lắm. Tuy nhiên thì về tính chất của mình thì mình vẫn dùng còn khá là ngon. Rồi tổng chiều dài của cái kìm cắt này thì nó dài hơn con kia nha. Anh em nào mà thích cái con nào nó dài hơn thì mọi người tham khảo con này. Tổng chiều dài con này mình đo được là 16 cm. Rồi đây là cái phần chi tiết này đó anh em mình xem. Các lõi lây đồng này, cái dây điện này anh em. Ngon ha. Tực ha. Rồi anh em nào mình thích cái cây kìm cắt của Hosan này mọi người mình chốt giúp em mã số con này là G2 nha, mã số G2. Rồi mã số G2 con kìm cắt này giá của mình cũng là 80.000 nha anh em. G2 80.000. Rồi tiếp theo mã số G3. G3 thì mình qua một cái kìm cắt, con này thì nó đẹp hơn này, cho anh em mình thích hàng đẹp. Và nó đến từ hãng kìm K3, cái này phù hợp cho anh em mình có thể mình sưu tầm ha. Hãng kìm K3 này thì nói chung là nó rất là ngon nha anh em. Đây lưỡi cắt được chung là còn rất là mới nha. Đây mình xem này, không có bị râm gì hết ha. Lưỡi cắt khít không ngỡ sáng. Đây đầu mũi đồ ok hết nha anh em. Lỗ tròn thuốc dây đến từ hãng kìm K3 nha, nó ra bên. Rồi vỏ nó đẹp, trong con này anh em mình thích siêu tầm cũng được nha anh em. Nó còn nó khá là đẹp và đặc biệt nó đến từ hãng kìm K3 nè. Cái rất là ngọt nha. Rồi anh em nào mình thích cái kìm của hãng K3 này rất là đẹp để mình có thể mình siêu tầm. Tổng chiều dài của cái kìm này thì mình đo được là 16.5 nha. Rồi con này mã số của mình là G3 nha anh em. G3 con kìm cắt của hãng K3 này giá của mình là 130.000 nha. Con này giá của mình là 130.000 của hãng K3. Rồi tiếp theo G4, một cây kìm size nhỏ nữa anh em, một cây kìm điện của Gisuke, giao dịch nội địa Nhật, đời cổ và tất cả đều dập chìm. Đó anh em thấy không? Chi tiết của cây kìm này thì nó cũng còn khá là đẹp. Vỏ của mình là vỏ ở tay cầm trơn, vỏ trơn ha. Đây, lưỡi cắt đồ cũng khít rịch nha anh em. Đó và đặc biệt thì tròn này nó có răng nè. Cái răng này để anh em mình có thể mình kẹp mình cái vật giống như cái chữ T á, mình kéo cho có lực ha. Rồi phần răng kìm rồi nói chung là cũng còn khá là ok, người ta chỉ xài lướt thôi nha anh em. Một cái kìm còn khá là đẹp, đến từ hãng Gisuke, hàng Zosit nội địa Nhật cổ, tất cả đều dập chìm. Rồi tổng chiều dài của cái kìm
Này thì nó dài được là 16.5, đó dòng kìm trung nha, dài 16.5 thôi nha anh em. Cho nên mình thích một cái kìm địa Nhật. Tay mình nhỏ nhỏ mình cầm nó xinh xắn ha. Rồi. Anh ha. Cái rất ngọt nha anh em. Lưỡi cán rất là ngọt. Rồi anh em nào mà thích cái kìm của Gisuke này ha. Đó, ngoại hình nói chung còn khá là ok. Mọi người có thể mua về mình sử dụng hoặc mình sưu tầm mình chơi cũng được. Mọi người chốt giúp em mã số con này là G4 nha. Rồi con này giá của mình là 130 luôn nha anh em, 130.000 cái kìm của Nhật ha. 130.000 G4. Rồi G5. G5 thì mình qua những cái size nó lớn hơn. Đầu tiên của mình là một cái con của Fujiya size 19, thì con này phần bên này nó có hơi rỗ rỗ tí. Nhưng mà Fujiya là anh em mình yên tâm nha, nó là hàng rất là chất lượng. Để bãi này nọ thì nó phải lâu ngày thì nó bị oxy hóa và nó bị rỗ ha. Đó, lưỡi cát này, lưỡi cát cũng còn ok nha anh em. Đó là phần chi tiết lưỡi cát, rang kim mà còn thẳng thốn ha. Đây cốt logo còn ngon lành hết nha anh em, không có bị rơ lát gì đâu. Đó, vỏ màu cam của Fujiya Japan. Đây nữa ha, cái rất ngọt nha. Đây. Tự nhiên này, cái rất là ngọt ngào. Hơi rỗ rỗ tí thôi, cái đai mình về mình dùng không có vấn đề ha. Còn anh em mình muốn đẹp mình sưu tầm thì cái giá thành nó sẽ cao hơn. Con này thì tổng chiều dài của mình đo được là 19 cm. Rồi anh em là mình thích cây kìm của thằng Fujiya này size 19, mọi người chú giúp em mã số là G5. Rồi con này giá của mình là 140 nha anh em, 140.000 ha. 140.000. Rồi tiếp theo G5 thì con này của thằng Liman. Liman ha, mà kìm cũng còn đẹp nha anh em. Đó Liman này logo với chữ N này làm như hình búa luôn. Đó và đây là cái dấu xích tiêu chuẩn nội địa Nhật cổ. Đây lưỡi anh em mình thấy này còn những cái văn file này. Đó. Đây lưỡi cát đồ cũng bán nha anh em. Nó rang kìm nói chung còn tương đối đẹp. Người ta đã có xài. Đây vỏ của mình thì nó giống như kim TTC đó, vỏ màu xanh đột chuối ha. Những cái màu này thì nói chung là nó lắm dưa anh em. Đó, nên anh em mình chà ra thì nó sáng đẹp thôi. Đó, nó có vị trà nhẹ một tí chỗ này. Rồi, đây. Anh em ha. Các cái điện nó ngọt ngào nha. Ngọt ngào. Rồi tổng chiều dài của cây kìm này. Nó dài tổng thể là được 19 cm. Anh em nào mà thích cây kìm này, mọi người mình chốt giúp em ha. G6 nha anh em. Con này G6. Rồi nó dài 19 sen nha, dài 19 sen. Con này giá của mình là 160.000. Rồi tiếp theo G7. Con này tương tự của thằng Mary. Mary ha. Đây mạch kìm nó cũng còn đẹp nha anh em. Cái này thì em vệ sinh rồi, anh em mình về mình bảo quản cho không lâu ngày nó lại xét là ha. Cái này thì lúc nào mình phải xử lý nhất rồi nè. Rang kìm nói chung là nó cũng hơi mòn, tại vì người ta đã xài rồi nha anh em. Rang kìm hơi mòn xài. Vỏ nó cũng đẹp. Vỏ còn tươi của Mary. Tổng chiều dài của con Mary này nó dài được 19 cm luôn. Đó, 19 cm luôn ha. Những cái kìm của Mary Fuya này lưỡi cát ngọt nha anh em. Đó. Đây ha. Lưỡi cát rất ngọt. Rồi anh em nào thích cái kìm size 19 của Mary này, mọi người cho giúp em mã số là G7 nha. Rồi G7 con này giá của mình là 160.000 nha anh em. G7 160.000. G8 mình qua một cái kìm vỏ trơn nữa. Con này thì nó có hãng The Bee này. Đó cũng là hàng nội địa Nhật cổ nha, giao dịch cổ đó nha anh em. Nô 1050. Đây, lưỡi cát rồi ok ha. Đây rang kìm. Cũng có xài nha anh em, mình thấy nó có những cái phần dập dập nhẹ đó ha. Đó. Đây, vỏ kìm nói chung mà liền lạc hết nha anh em. Cát ok ha. Con này thì size của mình là size 19 nha. Đây, nó dài được là 19 cm nha anh em. Rồi anh em nào mình thích cái con kìm của The Bee này, hàng giao dịch nội địa Nhật cổ luôn. Rồi, mọi người chú giúp em. Con này là G8 nha. Rồi G8 con này giá của mình là cũng 160.000 nha anh em. Đó, G8 160.000. Tiếp theo G9. Rồi anh em nào mình muốn sưu tầm đẹp đẹp thì mình lấy con này. Con này Huzan ngoại hình còn mới nha. Đây vỏ đồ mới kèn luôn. Đây. Vỏ đồng mới nha anh em của Huzan. Đó nêu ha, vỏ mới kèn luôn. Đây, chi tiết còn sao mình nhìn tới này. Nó khít rịch. Đó,
rang cỏ rồi còn rất là đều, gần như là người ta xài nước thôi nha anh em, chưa xài luôn á, rang cỏ nó cũng không có dập nhiều. Đó, anh em thấy không, cỏ đồng rất là đẹp. Đó, và của hãng Hozan nha, mạch kìm nó còn đẹp nha anh em, cái này anh em mình về mình bảo quản mình chưa tắm được. Đó, của hãng Hozan này B43175, nó vỏ rồi tươi tán, vỏ dài cách điện nha anh em, vỏ dài. Đó, rồi tổng chiều dài của cây kìm Hozan này á, nó cũng dài là 19 cm nha, 19 cm, nói chung là ngoại hình còn khá là mới nên anh em yên tâm nha. Đó, các đồ rất là ngọt ngào, những cái kìm nội địa Nhật. Đó, rồi anh em nào mình thích cái kìm Hozan này còn đẹp nha mọi người, mọi người mình chơi giúp em mã số là G9 nha. Rồi G9 con này còn đẹp, giá của mình là 200. Tiếp theo G10, G10 của mình là một cây kìm cắt size 19 của Fujiya. Đó, còn đẹp luôn nha anh em, anh em xem lưỡi cát này. Đó, không có bị râm gì ha. Đó, lưỡi cát rồi còn đẹp nha anh em. Đây, không có hơi ha. Đó, lưỡi cát rồi còn khá là đẹp. Đó, mẹ kìm nó cũng không có bị lỗ nha, của Fujiya này. 70H175 made in Japan ha. Tại vì thằng Fujiya này nó cũng có nhà máy ở Việt Nam đó anh em, nên những cái kìm của Việt Nam mình nó xuất qua Nhật thì nó rẻ hơn, còn những con mà nó gia công ở Nhật thì cái giá thành nó rất là cao nha. Nó Fujiya này, đó, vỏ đồ đẹp nha anh em. Cái kìm cắt của Fujiya, và con này thì tổng chiều dài của mình á, nó dài được là 19 cm nha. Đó, 19 cm, một cái kìm cắt Fujiya bự. Đây. À, bắp rất là ngọt cho anh em. Đó, kìm của Fujiya là anh em yên tâm chất lượng rồi. Đó, bắp rất là ngọt ngào. Rồi anh em nào thích cái kìm cắt của Fujiya này ha, ngoại hình còn khá là đẹp. Mọi người cho giúp em mã số của con này là G10 nha. Rồi mã số G10 cái kìm cắt Fujiya này giá của mình là 200.000 ha. G10 200.000. Tiếp theo G11. Thì mình qua một cái cây kìm của thằng K3. Cái dòng này thì đây. Của hãng kìm K3 nha anh em. Đó, K3 lưới cắt là còn bán lắm em. Đây, cái dòng này là cái dòng anh em mình có thể cắt hai ly tới 2.3 vậy nè. Cái dòng này thì có thể là nó cũng cao cấp nha anh em, cái này thì em chưa có tìm hiểu. Đó, cái này thì là so nó cũng hơi gần gần đấy, anh em mình về thì cho nó ti xem tí dầu nhất ha. Đây, cái dòng cái kiểu cộng lực nha anh em. Đó, cộng lực. Đây, có cái phần dây khóa này. Đó, vỏ đồ ok hết ha. Đó, bên này nắp nhựa. Đó, bên này xét qua hàng kìm K3. Cái này thì không biết là nó giác các cái gì mà nó để là phi 2 ly với lại phi 2.3 này, mát này ha. Đó, không biết giống như cách đà bằng piano không thì em cũng không làm, nhưng mà cái lưỡi cát này rất là chắc chắn nha anh em. Đó, anh em xem này, lưỡi cát được rất là đẹp, không có bị mẻ vậy nha. Con này thì có thể là khả năng là nó cắt cứng. Đó, còn các những cái sợi dây điện này thì không có xi nhê rồi. Đó, bỏ vô là đi thôi. Đó, rồi anh em nào thích cây kìm K3 này, tổng chiều dài mình đo được là 16.5 nha. Đó, thì mọi người mình chơi giúp em mã số của con này G11 nha anh em. Đó, rồi cái kìm K3 này giá của mình 200.000 nha, G11 200.000. Tiếp theo G12, một cây kìm cộng lực của thương hiệu MCC nha anh em, con này là 300mm, 6 zit tiêu chuẩn nội địa Nhật này. Đó, MCC, model của mình là model 31. Đó, đây, Japan nha anh em. Con này thì anh em mình có thể mình cắt những cái cọng kẽm đồ này nọ tới là 5mm ha. Đây, cái cọng kẽm 5mm nha anh em. Đó, 5mm, đây, của MCC nè anh em. Cắt 5mm, Japan. Kìm nhận kìm cộng lực, anh em mình cắt kẽm nó ha. Đó, rồi, về phần lưới cắt thì còn ok nha anh em. Đó, đây, lưới cắt rồi ok hết ha. À, thì nói chung mà để bãi này nọ thì nó ra những cái phần đen đen râm râm đó ha, chứ còn lưỡi cát rồi không có bị mẻ nhiều nha anh em. À, rồi tổng chiều dài thì như nhà sản xuất nó nói rồi ha. À, nó dài được là 32 cm, size của mình là 300mm. Rồi anh em nào mình thích cây kìm cộng lực này, mọi người mình chốt giúp em mã số là G12 ha. Rồi, con này giá của mình là 280 nha anh em. Đó, 280.000 G12. Rồi, tiếp theo mã số G13. G13 của mình thì một cây kìm tốt dai nha. Cái này thì nó đến từ thương hiệu hãng Hozan, Japan nha. Hozan là hàng nội địa Nhật anh em, Japan. Con này thì nó tốt được 2 dai 2 này. Đó, 2 dai 2 chấm, và bên này thì nó tốt dai 3. Đó, Japan ha. Cái này thì anh em mình tốt điện gia đình này, tốt bằng 2 dai anh em. Cái này thì bỏ vô thôi, một dai này. Đó,
đi ha. Cái tuốt rất là ngọt ngào. Và con này thì ngon lành hết nha anh em, vỏ đồ ngon lành hết. Đây, nó tuốt một lần được 2 giây 2 ly nha. Đây, anh em mình xem lại nè. Một lần được 2 giây 2 ly với lại 1 ly 1.6 gì đó. Trong 2 ly 1.6 này mình dứt được hết nha anh em. Và bên này thì có thể là mình tuốt cái vỏ dây điện 3 ra ha. Của Hozan nha, Hozan Japan. Anh em mình tuốt cái điện nhà được. Hozan Japan ngoại hình còn đẹp nha anh em. Vỏ đồ còn tươi ha. Rồi anh em nào thích cái kim tuốt dây điện này, mọi người mình chốt giúp em. Mã số của con này là G13 nha anh em. G13 rồi cái kim tuốt dây điện của Hozan này giá của mình là 250 nha, ngoại hình còn đẹp. G13 250.000. G14 một cái cây kim cắt tuốt đa năng. Con này thì nó không có tên thương hiệu anh em. Con này thì cũng có thể là hàng China hoặc là hàng Đài Loan gì nó xuất qua thị trường Nhật nha. Nó là nằm chung với những hàng bãi. Chính vì vậy nó không có thương hiệu gì á, nó có những cái thông số tên như này, trong ngoại hình còn đẹp và cái khả năng sử dụng của nó cũng còn khá là ok nên em thắng lấy về ha. Đây ra là phần mình cắt ha. Rồi ở dưới đây thì nó có tuốt dây điện này, bấm cốt này, trên này bấm cốt luôn cắt, và đây là phần để anh em mình cắt đinh các đồ đó ha. Đây mình bỏ vào mình tuốt ha, 2.52 mình bỏ vào lỗ đây ha. Rồi mình xoay 2-3 cái đó mình rút ra là nó đi thôi nha anh em, rất là tuần luyện để anh em mình có thể mình làm nghề và mình sử dụng gia đình đó. Đây rất là thuận tiện anh em mình nối dây điện nữa ha. Rồi tổng chiều dài của con này á, nó dài được là 12.5. rồi anh em là mình thích cái sản phẩm này ha, thì tình trạng chữ nghĩa này em cũng qua cho mọi người rồi đó, nó có những chữ như thế này ha. Em nghi thì có thể là hàng xuất nên là thôi, cái giá này của mình là 100.000 cho anh em mà về mình dùng gia đình ha, còn khá là đẹp đó. G14 100.000. Tiếp theo G15, một cây sủi của Kanzawa, cái này còn đẹp ha. Đây, cây sủi của Kanzawa nha anh em. Đây, vỏ rồi còn đẹp hết. Và trên này nó có gắn luôn phần lưỡi để anh em mình về xài luôn rồi nè. Đây, của Kanzawa nha anh em, giống như cái cơ sát nó hàng được địa Nhật. Rồi tổng chiều dài của cây sủi này á thì mình đo được nó dài được là 23 cm. 23 cm tính luôn cái phần trên này nha. Đó. Rồi anh em nào thích cái cây sủi loại nhỏ nhỏ xinh xinh này của Kanzawa có luôn lưỡi trăng, anh em về mình sủi luôn, mọi người chỉ giúp em G15. Rồi cây sủi này 180.000 nha, ngoại hình còn khá là đẹp. G15 nha anh em, G15. Rồi tiếp theo G16, một cây sản phẩm để anh em mình cắt những cái miếng tôn rồi này nọ này, hay là mình đi thi công những công trình mình nhôm xung Sunfire đó, đó cái mục đích của cái con này là nó để mình cắt những cái cạnh này, rồi sau đó mình dùng cái kéo khác mình cắt cái đường thẳng ha. Đây nó có bấm những cạnh này, đó anh em thấy không? Rồi, đây nó có hai chế độ cắt, là một cái chế độ cắt là nó, anh em mình dùng theo cái thế này thì cái phần cắt này nó là nằm bên này, còn cái phần đầu mũi mình thì nó sẽ cắt như thế này, cắt thẳng đứng, ha. Đó là cái cấu tạo của mình. Và con này thì nó chưa có xài nha anh em, nó chưa có xài đó, anh em mình có thấy đây nó mổ này, đó cát này là những cái phần hướng dẫn rồi đó, chưa xài nha anh em. Đó đây này nó có để này đó, cái phần anh em mình cắt cái dưới này đó là cái phần lưỡi đây ha, đó phần lưỡi cắt cái này đó được ha. Đó còn trên này nó cũng mắp này, cái trên này thì nó dài hơn. Nếu mà anh em mình cắt mỏng thì mình cắt ở đây đó, dài mỏng gì nó cắt được hết. Đó, rất thuận tiện ha. Đây là một phần lưỡi cát này, đây cũng là một phần lưỡi cát này. Đó, và con này nó rất là dài nha, nó mới chưa xài nha anh em. Hàng răng hộp đây nó để làm MKBT đó. Đây công ty Negususo gì đó nè, còn mới nha. Con này thì nó chuyên để bấm những cái cạnh tôn. Đây cạnh tôn chữ U ha. Đây con này là dài 30 cm nha. Đó, anh em mình xem lại cái phần công dụng này nó có nó đây đó, anh em thấy không đó, để nó cắt những cái chi tiết như thế này nha. Đó cái này là mình dùng đầu mũi, còn cái này là mình dùng cạnh bên đó mình cắt. Rồi anh em là mình thích cái sản phẩm này ha, hàng mới chưa xài, lưỡi nguyên zin. Cái hộp mình thì nó hơi xấu tại vì do cái hàng bãi thì mọi người biết rồi, để chung với những cái mặt hàng khác thì nó trong ngoài nó mát. Thì anh em mình có thể mình cắt đến những cái tấm tôn hay là cái tấm gì đó là tới 1.2 mm này đó, 1.2 mm ha, đầy đủ những cái thông tin chi tiết rõ ràng để anh em mình tham khảo mình sử dụng nha. Rồi anh em nào mình thích cái mã sản phẩm này, mọi người mình chốt giúp em mã số là
G16. Rồi G16, sản phẩm này giá của mình là 280 đúng không ha? 280.000. Tiếp theo mình đi qua mã số 17. Mã số 17 thì em Thắng giới thiệu cho mọi người một cái vỏ xịt hơi. Một cái vỏ xịt hơi. Đây, made in Japan nha anh em, nhập nổi luôn. Đó, ngoại hình còn rất là đẹp. Đây. Đầu ra hơi ha. Cái đầu vỏ hơi ha, cái vỏ hơi. Rồi, để đây mình dễ hình dung này. Cái này cũng ngắn thêm em. Phần này mình đo được là tầm khoảng 14 cm. Rồi nên là thích cái vỏ hơi này ha. Mọi người chế giúp em G17. Rồi G17 con này giá của mình là 200.000 ha. Made in Japan nha anh em, hàng nội địa Nhật. Made in Japan. Rồi tiếp theo G18. G18 của mình là một cây thước thủy. Một cái thước kéo nha anh em, và nó có cái ống thủy. Đó, cái ống thủy ha, cây này thì nó dài được 3,5 m nha anh em. Cái này nó dài được là 3,5 m. Đây, chữ số rồi rõ ràng nha anh em, của thằng Sekisui. Đó, Sekisui ha. Bên trên là hệ in và bên dưới là hệ mét. Đó, nữa ha, chữ số rõ ràng. Đây, thước mình trắng non hết ha. Đó. Nó có một cái khóa giữ nha anh em. Đây, bình thường anh em mình thả ra thì nó sẽ tu về. Còn anh em mình muốn giữ á, thì mình gạt xuống này, đó, stop này. Đó. Chữ stop cho anh em nó dừng lại. Ha. Đây, thiết kế 90 độ. Đó, đây ống này. 90 độ nha anh em. Rồi anh em mà thích cái thước 3,5 m này có cái ống thủy nè ha. Mọi người mình chớ giúp em mã số là G18. Rồi, con này giá của mình là 130.000 nha anh em, G18 130.000. Rồi tiếp theo G19. G19 của mình là một cây nhíp rất là bự luôn. Đó, nhíp rất là bự nha anh em. Đó. Đây. Con này thì nó làm bằng thép không rỉ anh em. Đó, giống như cái được nhíp mà con này nó siêu dài nha, nó dài tới là 300 mm nha anh em. Đó, nó dài 300 mm cho nên mình gấp gấp đồ ha. Đó. Đây thép không rỉ. Hôm trước thì em Thắng về một cái được cái lô á thì nó dài chỉ có 23 cm thôi. Đó, còn con này thì nó dài tới là 30 cm nha anh em. Nó dài tới 30 cm, nhíp rất là dài. Đây, nó để là anh em thông số này, 300 mm. Đây ngoại hình ha, 300 300, chất liệu của mình là bằng thép không rỉ, thép trắng đó anh em. Ngoại hình còn đẹp hết nè, đầu mũi này rang cỏ rồi nè anh em. Gấp lá, gấp bonsai hoặc là mình gấp những cái chi tiết đó mình gấp ha. Rồi anh em làm tất cả nhíp này ha, cái nhíp bự, mọi người chớ giúp em mã số là G19 nha. Rồi con chiếc nhíp này bự nha anh em, giá của mình là 120, 120.000 ha. Rồi tiếp theo G20, một cái dũa gỗ Shinto, cái này còn đẹp nha anh em. Đây, quảng Shinto này, hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, Shinto. Rồi, phần này cán mình gỗ, đây là phần dũa của mình. Đó, phần dũa còn rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là mới luôn, rất là nhám nha anh em, sờ vào rất là nhám. Thì cái văn này là cái văn răng nhuyễn nha, răng nhuyễn đúng rồi, răng nhuyễn. Anh em thấy này, còn rất là mới nha anh em. Đó, rồi, bên này là răng thưa. Anh em thấy rất là đều ha, rất là nhọn. Cho nên mình vừa gỗ. Lâu lâu mới có được một con nhọn sắc bén thế này nha anh em. Đó. Rồi. Thẩm chiều dài của cây dũa gỗ này anh em mình có thể xem kích thước giúp em. Nó dài được 35 cm. Rồi, anh em nào thích cây dũa gỗ Shinto này mọi người mình chốt giúp em mã số là G20 nha. Rồi, G20 chiếc gỗ. Dũa gỗ Shinto này giá của mình là là 200.000 nha anh em. G20 200.000. Rồi tiếp theo G21, một cái dụng cụ sửa ly cưa, nó đến từ thương hiệu là nhà Somat. Đó, logo Somat nha anh em. Đây, đây bấm chỉnh ly cưa ha. Phần này là mình tăng chỉnh, mình quay đến cái mức ha. Của Somat nha anh em. Đó, Somat ngoại hình nó còn đẹp hết ha. Rồi anh em nào thích cây chỉnh lưỡi cưa này của Somat, mọi người mình chốt giúp em G21 nha. Rồi G21 con này giá của mình là 220.000. Tiếp theo G22, một cái cây tua vít ngắn anh em, cây vít ngắn, cây này thì nó dài hơn so với những loại thông thường.
À, thì tổng chiều dài của con này nó dài tính đầu mũi là nó dài được là 33 cm. Thường thường nó dài có 25 28 cm thôi, con này nó dài tới 33 cm ha. Và con này thì nó đến từ hãng Tunmat nha anh em, đó hãng Tunmat. Đó. Hãng Tunmat này. Đó, logo thương hiệu của Tunmat này anh em. À, thì hôm trước em Thắng bán một cái bộ vít của Tunmat đó, à, bộ vít 367 đó anh em, hàng nội địa Nhật nha, Tunmat nội địa Nhật. À, rồi cái này là một cái vít nhắn ha, và ngoại hình nó còn khá là mới, lâu lâu anh em mình cho nó tí mỡ bò rồi này, cái này thì hàng bảy em chưa có vệ sinh luôn, nhưng mà hoạt động là trơn tru rồi, đấy, ha, à, nhắn nhỏ là ngon lành. Rồi đảo chiều mình gặt lên, à, đảo chiều gặt lên ha, à, thao tác rất là nhẹ nhàng nha anh em, à, một ngón tay. À. À, và cái này á, thì nơi bên trong nó sẽ có thêm 4-5 đầu thay thế cho anh em ha, đầu bên ngoài của mình là một cái đầu vít dương này. Một cái đầu vít dương, à, bên trong của mình nó là gồm có những cái đầu vít nữa nha, đây, à, đây, à, đây một đầu vít âm nha anh em, một đầu vít âm này, à, hai đầu vít âm, hai cái đầu mũi khoan và một thêm một đầu vít dương nữa, cũng như cái bộ này nó gồm có 6 mũi nha, hai vít, hai dương, hai âm và hai cái đầu mũi khoan, à. Đây mình để lâu ngày thì bên trong nó dính bụi thôi, chứ còn cái này thì nói chung nó còn khá là mới nha anh em. Đây, đó, anh em mình nhắn này, đó, nha, nhắn để mình mở ốc và mở vít cho nó mau. Đó, thôi. Đó. Rồi, anh em là mình thích cái cây tôi vít nhắn này mọi người chốt giúp em. À, mã số con này là G22 nha. Rồi G22 con này giá của mình là 200.000 nha anh em. Đó. G22 con này 200. À, rồi tiếp theo G23, một cây tôi vít nhỏ nha, cho anh em mình bạn chi tiết nhỏ. Con này thì nó đến từ hãng Vercel nha. Đó, hãng Vercel. Đó, cái nó còn mới và cái vít này thì nó nhỏ nha anh em. Đầu vít của mình là đầu vít từ 5.5 thôi. À, đầu vít từ 5.5 nha. À, đầu vít nhỏ. Cho nên mình bạn chi tiết nhỏ ha. Rồi con này tổng chiều dài của mình á, nó dài được là 15.5 cm nha, 15.5 cm. Rồi anh em nào thích cái tôi vít này mọi người chốt giúp em G53. Rồi G53 con này giá của mình là 60.000 nha anh em. À, G53 à, 60.000. À, 54. À, một cái cây mỡ đá mài của thằng Top nha anh em. Cái này thì ngoại hình nó hơi cũ cũ tí nhưng mà anh em mình xài là ngon lành nha. Đó, vỏ đồ nó hơi cũ cũ tí. À, tróc xi rồi ha. Ha. Đầu ngầm nó còn ok. À, quan trọng là công năng sử dụng của mình ha. Ok này, đó. Mình vặn cứng lại để cho mình giữ lại ha. Đó, con này thì của thằng Top. À, AB1030 Japan ha. Này thì anh em mình về mình vặn tra dầu giúp em, tại vì để bãi này anh em thấy nó vàng vàng này, chứ còn vặn ok nha. Đây anh em ha. Vặn ok nha anh em. Rồi anh em là thích cây mỡ đá của Top này mọi người mình chốt giúp em ha. Con này mã số là G24. Rồi con này G24 nó hơi cũ cũ tí, giá của mình là 100.000. À, cho nên mình mỡ đá mài được ha. Rồi tiếp theo G25. À, G25 của mình là một cái thước thủy. Cái này còn khá là đẹp nha. Nó đến từ thương hiệu hãng là Tajima. Đó, Tajima nha anh em. Phần hợp kim nhôm. Con này thì nó có 2500 hai bên ha, rất là mạnh. Đó. Nó hít cây phần cây thước kè nha anh em. Đó. 500 hít hai bên. Rồi, ba ống thủy. Ba ống thủy ha. Ngoại hình thì nó làm bằng hợp kim nhôm này, bên trong là bằng nhựa. Nhìn còn khá là đẹp nha anh em. Đó. Thằng 7. Rồi tổng chiều dài của cây thước thủy này nó dài được là 23 cm. Anh em nào thích cây thước thủy này có 500 hít ha. Mọi người mình chốt giúp em mã số là G25. Rồi con này giá của mình là 170.000, G25 ha. Tiếp theo G26. Một cái hộp mũi khoan nha, một cái hộp mũi khoan. À, hàng của thằng Nachi nha anh em, hộp mũi khoan Nachi, HSS ha. Cái hộp này thì nó gồm có 10 mũi nhưng mà còn 2 4 6 8 mũi ha, nó bị mắc 2 mũi nha anh em. Đó, một cái bộ mũi khoan của Nachi. À. Đây. À. Đây, còn mới hết nha anh em. Đây Nachi nè anh em thấy không? À. Đây, Nachi hết này ha. À, đầu tiên của mình là con nhỏ nhất này. À, con nhỏ nhất của mình là con Nachi 2 ly này. À, giao diện nội địa Nhật hết nha anh em. Đó. Rồi 2 ly rồi tới 3 ly ha.
Na Chi này, dấu xích nội địa Nhật cũ này anh em, rồi 3.5, tiếp theo là 4.5, 5 chấm ha, 6 chấm bên này thì 4.8, và con bên này của mình là 3.2 đó, 3.2 ha. Đó là những thông số. Thì cái bộ này nó thiếu con 2 ly rưỡi và con 4 ly thôi nha anh em. Đây, nó thiếu con 2 ly rưỡi và con 4 ly thôi, thì nó còn lại là đủ hết. Từ này 3.2 này, 2 chấm này, 3 chấm này, 3.2, 3.5, 4.5, 5 chấm, 6 chấm ha, 4.8 gồm 2, 4, 6, 8 con nha anh em, gồm có 8 con. Rồi anh em là mình thích cái hộp khoan 8 mũi của Na Chi này ha, hàng dấu xích nội địa Nhật cổ khoan sát đó, còn mới chưa xài, 8 mũi này chưa xài ha, thì mọi người cho giúp em mã số của mình là G16 nha, G16. Hộp mũi khoan 8 mũi này của mình là 180.000, hàng của Na Chi nha anh em chưa xài, G26 ha. Rồi tiếp theo G27. G27 của mình là một cái lưỡi lưỡi cát, cái này thì dùng cho anh em mình thay thế này, lưỡi cát này đó. Đây anh em mình đang dùng để cái lưỡi cát đẹp đó thì mình thay thế vô ha. Đây anh em mình đang dùng cái lưỡi thay thế của cát đẹp thì mình thay thế vào đó. Đây lưỡi chưa xài nha anh em. Đó, thì anh Thắng sẽ đo cái phần lưỡi để cho anh em mình dễ hình dung này. Đó, đây là cái hình lưỡi chữ D nha anh em. Mình đang sử dụng cái dòng này là cái dòng nó các ống tự động á, các ống cắt đẹp nha anh em. Lưỡi như zin chia sài đây. Anh em mình xem thử có vừa với lại cái dụng cụ cắt của mình đang cần thì mình chốt giúp em nha. 17 sen đó, cái phần rãnh này thì mình đo được là 2 sen rưỡi. Đó, đây là cái chi tiết của nó nha anh em. Đây có để là GC01 này, anh em mình đang sử dụng cái con dao cát này thì mình mua cái lưỡi này mình về mình thay thế. Rồi anh em nào mà thích cái lưỡi cát thay thế này mọi người mình chốt giúp em nha. Mã số của con này là G27 nha anh em. Rồi G27 cái lưỡi lưỡi thay thế này của mình là 150.000. Rồi 28 một cây thước ke anh em. Cái này thì anh em mình thấy là có thể mình ke được 45 độ và ke được 90 độ luôn. Đó, dòng này thì nó có những cái khớp như này. Đó, logo chữ này, cái đây nó để là chất liệu của mình là bằng thép công rỉ nha, stainless steel. Đó, logo một chữ như này anh em. Logo cái chùi này nè. Ke 90 độ, ke 45 độ cũng như là 135 độ ha. Rồi anh em nào thích cây thước ke này mọi người mình chốt giúp em nha. Con này mã số của mình là G28. Rồi con này giá của mình là 180.000 nha anh em, 180. Rồi G29. G29 của mình là một cây cưa của thành Thụy Điển nha anh em, Sandwich Sweden. Đó, 227 ha, của Sweden, của Thụy Điển nha. Sandwich. Đó, đây là lưỡi cưa nguyên zin của nó luôn, made in Sweden ha. Mới in. Thì cái cần cưa này nó dùng lưỡi của mình là lưỡi 25 cm nha. Đó, lưỡi 25 cm. Rồi anh em nào mình thích cây cưa này ha, đó kiểu dáng này ha. Mọi người mình chơi giúp em. Cây cưa Thụy Điển này giá của mình G29 nha. G29. Cây cưa Thụy Điển này giá của mình là 220.000 ha. Số là G29. Rồi tiếp theo G30. G30 của mình là một cái con dao nha anh em, một con dao còn khá là mới luôn. Này thì nó chưa xài. Nhưng mà tiếp carbon thì mọi người biết rồi, mình để lâu ngày thì nó cũng sẽ đây, nó có những cái vết đây anh em mới lau sơ thôi, chứ còn lưỡi nguyên zin chưa xài nha anh em. Đó, đúng không? Lưỡi nguyên zin chưa xài. Đây logo một chữ như nó này, một con dao gấp ha. Là anh em mình đọc cáp rồi ok. Tổng chiều dài 19 cm, riêng cái phần lưỡi này anh em mình thấy 7 cm dao gấp. Rồi anh em nào thích cái con dao gấp này mọi người chốt giúp em G30, còn mới nha anh em chưa xài đâu. G30 con này giá của mình là 160. G31 một cái dụng cụ dao ba vía chưa xài luôn, của hãng Engineer nha. Đó, Engineer của công ty Futaba Japan sản xuất nha anh em. Engineer đó mới chuyển sang đây. Đây
Thì cái này thì anh em mình có thể mình vo những cái lỗ, mình vo bao vi ở trên đó thì mình từ là 3 ly cho tới 12 ly nha, khoảng engineer nha anh em, 3 cho tới 12 ly. Cái này anh em mình mua mới nó tầm trên 300 nghìn nha. Đó, còn này thì nó chẳng khác gì mới đâu. Đó mình xỏ vào rồi mình vo ha. Đây, anh em mình xem này, nó mới chưa xài nên anh em thấy mà cái băng vo của mình chưa có bị mòn gì hết ha. Rồi, còn căng bao luôn. Cái này thì nó thiếu cái hộp thôi, cái bao này thì bỏ vào ha. Engineer. Rồi anh em là mình thích cái bộ doa engineer này, cái lỗ doa từ 3 ly cho tới 12 ly. À, mọi người chơi giúp em G31 nha. Rồi G31 con này giá của mình là 180 nghìn nha anh em, 180. Rồi G32. G32 của mình là một cái cây clip đôi chuột 17 và 19 của Super Made in Japan nha. Đó, ngoại hình thì nó có vài cái vết oxy do người ta để bãi này nọ ha, chứ phần đầu ngàm nọ anh em thấy còn khá là đẹp nha anh em. Đó, chính đắt rồi ha. Đó, đầu chiều ngon lành nha, nó cứng cáp không có bị gì đâu nha anh em. Rồi anh em nào thích cái clip đôi chuột này 17 19 của thương hiệu Super, cái dòng này là cái dòng si tráng, mọi người mình chốt giúp em G32. Rồi G32 ha, con này giá của mình là 180.000. Tiếp theo G33, một cây búa của Susa, logo hiệu anh em, logo hiệu cũng đầu trâu này, Bison nha anh em. Đó, của hãng Susa nha anh em, Susa là hàng nội địa Nhật Japan nha. Hôm trước thì em bán 3 cây rồi, đây Susa này, Susa Shikatsu ha. Cái búa này thì nó mới nha anh em, đó, anh em thấy không, mới chưa xài luôn á. Đó, đầu búa là anh em thấy chưa có vết đóng nha. Đó, đây mình vô để bãi này nọ thì nó cắn cắn thôi chứ cây búa này nó chưa có xài. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em, hàng địa Nhật. Đây tem đồ nhãn nó còn hết ra đây, logo giống như một con bò tót cho đó ha. Đây Susa nè anh em, của Susa ha, cái nó còn đẹp hết nha anh em. Rồi cái búa bi này thì tổng trọng lượng của mình á, mình căng được là 650 gram. Đó, 650 gram nha, giống như một cái búa bi số 1 kia đó, của hát ha. Con này thì nó dài được 32 cm và cái phần này mình đo được là 3 cm ha. Rồi cái búa bi này nó còn khá là mới và đẹp, anh em mình có thể mình sưu tầm được ha. Đó, tại vì đầu búa là nó cũng chưa có xài đâu, do những cái vết cắn là do mình để bãi nên những cái vật khác nó đè lên. Con này G33 nha anh em. Rồi G33 con này giá của mình là 180.000 ha. Đó, G33. À, con này giá của mình là 180.000. Rồi tiếp theo G34. À, mình tiếp tục mình có một cái búa sưu tầm nữa nha anh em. Cái này thì nó đến từ thương hiệu là Honda Yu, hiệu đầu trâu đây ha. Đó, là mới luôn anh em. Anh em ha. Bên nào chui này nó có cái đặc phần để anh em mình mở ốc, và cái phần tay cầm của mình thì nó cầm như thôi. Đặt là hai anh em, hai luôn. Và cái búa này thì nó hầu như là nó gần như là nó chưa xài. Anh em mình xem này, đầu đóng búa chưa có vết đóng nha anh em, còn luôn những cái vân sọc sọc người ta mới ra lò đó ha. Đây logo Đốc Du này, đây là làm cái đầu nhọn đấy nên mình gõ xỉ rồi luôn. À, đây nhỏ nhắn xinh xắn. Rồi tổng trọng lượng của cái búa này thì nó được là 350 gram nha anh em. À, tổng trọng lượng của cái búa này nó được là 350 gram. À, tổng chiều dài của cái búa này là nó được 22 cm. À, rất là nhỏ nhắn xinh xắn nha anh em, mình siêu tầm này. À, nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Ha, rất là đẹp. Rồi anh em mình đang chơi búa của Đốc Du, mình muốn cho nó về cái bộ sưu tập của mình, mọi người cho giúp em mã số con này là G34 ha. Rồi G34 con này giá của mình là 200.000 nha anh em. À, 200.000 cho cái búa này. À, rất là đẹp. Rồi tiếp theo G35. G35 của mình là một cây búa của thằng OH này. Đó, cái búa bi của OH này ha. Cái này cũng còn rất là đẹp nha anh em. Đó anh em thấy không, văn búa là còn luôn những cái văn tiện này, tròn trẻ, tròn trịa ha. Đó, OH đầu búa nó còn ngon lành hết nha anh em. Đó, cái búa bi số 1 ha, nó cũng tương tự với cây Susa thôi. Cái này thì nó cũng nặng là 620 gram. Đó, đây OH nha anh em. Đó, OH này, tem đồ cắn còn ok. Đó, anh em mình thích cái dòng đẹp đẹp, tại vì những cái dòng búa bảy thì nói chung là nó sử dụng rất nhiều. Còn cái này nó cũng như gạo nhưng là người ta sử dụng lướt thôi. Rồi 32 cm, bàn cái kia ha. Rồi anh em nào mà thích cái thương hiệu của OH thì mọi người mình chốt con này. Con này giá của mình cũng là 180.000 nha, mã số là G35. Một cây búa bi OH số 1. À, G85, à G35 ha, 180. Rồi tiếp theo G36 là một cây búa hai đầu nhựa. À, một cây búa hai đầu nhựa của thằng OH luôn. À, cây búa hai đầu nhựa số 1 luôn nha, thằng 1. À, của thương hiệu OH luôn nha anh em. À, thương hiệu OH. Cán gỗ. À,
đầu giữa thì người ta đã có xài nên anh em mình thấy nó có những cái vết dập rồi đó, có những cái vết dập ha, nhưng mà còn rất là tròn trịa. Anh em mình muốn thích thì mình về mình mài lại thôi, còn không mình để mình chung cũng được, không sao ha. Bên này thì người ta sử dụng ít hơn này, tròn trịa. Rồi cái búa đầu nhựa hay đầu nhựa số 1 này của OH nó nặng là được gần 500 gram nha, nó nặng gần 500 gram. Đây tổng chiều dài của mình là 30 cm đó, cái đầu nhựa của mình 1 cam đó, cho anh em mình dùng ha. Rồi anh em là thích cái búa đầu nhựa của OH này, mọi người chốt giúp em G36. Rồi G36 con này giá của mình là 150.000 nha anh em, G36 150.000. Rồi tiếp theo G37, G37 của mình là một cái cuộn thước dây 10 m ha, 10 m. Cuộn này nó còn rất là mới nha anh em, nó đến từ thương hiệu là hãng Tajima, Tajima Simron nha, Tajima Simron 10 m. Nó ngoại hình nó còn đẹp nha anh em. Đây anh em mình xem sợi dây thước này, cũng rất là mới nha. Sợi này là giống như sợi nhựa thủy tinh nha, anh em mình thấy bóp nó đang hồi lại. Tajima này, đó, dấu rít nội địa Nhật nè anh em. Bên này thì nó mạch chữ số của mình màu vàng, bên này là màu trắng. Đầu tiên thì anh em thấy cái sợi dây thước của mình còn khá là mới nha. Đó. Đây, sợi dây thước còn khá là mới nha anh em. Đây. Rất là đẹp nha anh em, sợi dây thước rất là mới. Đây em Thắng sẽ kéo ra kiểm tra cùng mọi người luôn nè. Đó. Anh em yên tâm, cuộn này thì nó không có bị vấn đề đó ha. Em Thắng cũng đã kiểm tra rồi. Giờ kéo lại một lần nữa cho anh em mình xem này ha. Sợi dây thước còn rất là mới nha anh em. Đây 9 m ha, 9 m nè, 10 m ha, 10 m master. Và cái cuộn này thì anh em mình đã thấy này, sợi dây của mình nó rất là mới nha, rất là mới cho nên mình thích hàng đẹp. Một cái cuộn thước dây 10 m cho nên mình sử dụng. Rồi mình thu vào thôi ha, thu vào. Những cái dòng sản phẩm của Tajima thì cái giá thành cũng khá là cao nha anh em. Đó, những cái cuộn thước này của hãng Tajima. Đó. Mười mét. Dòng thước 7 này nhiều khi hơi xui lắm anh em. Nhiều khi nó dài 50 mét này nó cũng không có thời gian kiểm tra nữa. Mua về nhiều khi dính. Còn cái 10 mét này thì mình kéo ra mình kiểm tra được. Nên là nó cũng đa số là ok. Rồi anh em là mình thích cái cuộn thước dây 10 m ha. Đây mình gấp lại, gấp lại ha, gọn gàng. 10 m của Tajima, mọi người mình cho giúp em mã số cuộn thước này là G37 nha anh em, G37. Rồi cuộn thước này giá của mình là 180.000 nha, 180.000 cho cuộn thước của thằng Tajima này ha, G37 180.000. Rồi tiếp theo G38 thì mình qua những cây cần tự động nha. Đầu tiên của mình là những cây cần tự động rất là xịn sò luôn. Đầu tiên của mình là một cây cần của ông cô Ken đó, cho nên mình đang sử dụng cái hàng của ông cô Ken nha. Đây cô Ken RH7 Isaben nha anh em. Đó, dàn này thì cần 3/8 thiết kế cái đầu đây này, nó có cái đầu mới ốc nữa ha. Đó, ốc vít được còn mới Ken, nói chung là ốc vít còn đẹp nha anh em, nước xi được còn mới. Anh em vừa có thể sử dụng vừa sưu tầm luôn, hàng của ông cô Ken ha. Hoạt động ngon lành ha, đào chiều. Rồi con này thì 3/8 nha, đường kính của mình là 9.5 á, đường kính là đo được 9.5 này. Tổng chiều dài của cái cần này là nó dài được là 18 cm. Rồi anh em là mình thích cái cần này thì mọi người mình chốt giúp em nha. Cái cần của Ken này giá của mình là 200.000, mã số là G38 nha anh em, G38. Cái cần của Ken này giá của mình là 200. Rồi tiếp theo G39, một cái cần top, và cái này thì cũng rất là xịn luôn hả. Đây, Chrome Vanadium Steel của hãng Top ha, RH3. Đây, hãng Top thì anh em mình biết rồi, rất là chất lượng ha. Và cái dòng này thì đây nó thay đổi thì mình dạng trên này nha anh em, nó thay đổi thì mình đặt lên này. Con này thì rang như rang Nguyễn anh em, đó, nghe cái tiếng nó khắc ha. Đảo chiều gạt qua đây. Chen này. Đây, RR ha. Con này thì của Top ha, của hãng Top. Top của Ken trong những dòng cũng khá nổi tiếng bên Nhật ha. Dài 20 cm nha. Rồi anh em là một cây của Top RH3 này ha. Mọi người mình chốt giúp em G39. Những cái này thì anh em mình cũng có thể sưu tầm cho đủ bộ ha.
Rồi con này G39, con này giá của mình cũng 200.000 nha anh em. G39 200.000. Rồi, tiếp theo mình qua G40. Đây, mình qua những cái dụng cụ quân bonsai có hai con ha. Đầu tiên của mình là một cái cây cần tự động quân bonsai. Con này thì 1/2 nha anh em. À, bonsai thì anh em thấy cầm lên rất đầm tay nha. Cái đầu tiên của công nhận khi mà mình cầm cái cần bonsai lên so với những cần khác thì cái cần bonsai nó rất là nặng, nó cầm rất là đầm tay. À, bonsai nó cũng hàng dụng cụ khá là ngon đó nha anh em. Đó, bonsai này RH410 ha. À, dao xích tiêu chuẩn nội địa Nhật của này. Đó, cần này cũng còn khá là đẹp nha, nước xi cũng còn mới nha anh em. À, nước xi cũng còn mới. Cái phần này thì do chắc là mình để chung với những cái đồ khác á thì nó bị cắn cắn sơ sơ thôi, chứ còn này cũng đẹp nha. Đây, đầu ngàm nó vuông vức, nước xi còn đẹp. Một cái cần của bonsai nha, lâu lâu mới có được một cái cây của bonsai nha anh em. Đó, hoạt động mà anh em yên tâm ngon lành. Rồi, tổng chiều dài của cây cần bonsai này thì nó dài được là 25 cm. Đó, anh em mình cầm lên đi, rất làm tay nha. Rồi anh em nào thích cây cần của bonsai này, mọi người chơi giúp em mà G40 nha. G40 cây cần bonsai này giá của mình là 250.000 nha anh em, 250.000 nha, cần 1/2, đường kính 12.7. Rồi tiếp theo G41 cũng là một cái con của bonsai luôn. Đúng là những cái hàm của bonsai này anh em mình có thể thấy cầm lên rất đầm tay. Em hiện tại thì không có một cái cần khác để mình so sánh thử, chứ còn cảm nhận của em ha, cầm lên rất là đầm tay. Hàng của bonsai thì nói chung là nó khá là chất lượng đó anh em. Đây NS412 bonsai dao xích nội địa Nhật đấy ha. 1/2 luôn. 12.7, cái này thì nó lép léo ha. Lép léo. Đó. Sai được một cái cần tiếp 1/2. Và con này thì nó có tổng chiều dài á. Tổng chiều dài con này là nó dài được 30 cm nha. Rồi anh em nào thích cái cần bonsai này, mọi người mình chốt giúp em G41 nha. Rồi cái cần bonsai này giá của mình là 200.000. G41 ha, 200.000. Tiếp theo cũng là một cái cần này. Nhưng mà cái này nó bự hơn anh em. Đó, một cái cây của thằng Koken. Đây, mình qua cần Koken, và cái này thì nói chung là nó rất là xịn luôn, rất là nặng anh em. Cái này thì nguyên bản của mình nó nặng lên đến là 1.9 kg nha, gần 2 kg á. Một cây cần tiếp 3/4 nha. Đường kính của mình là 19 ly này. 3/4. Đó, cái này thì nó bị tróc xì vậy thôi chứ anh em mình xài còn ngon hết nha. Hàng đặc biệt hàng của Koken anh em biết rồi. Rất là chất lượng ha. Koken 6768 Saben. Koken ha. Rất là dài anh em. 3/4, một cái cần siết 3/4 ha. Cần tiếp. Đây, cái này tổng chiều dài của mình là 45 cm nha. Nó dài được 45 cm. Đó, 3/4. Ngoại hình thì nó có bị tróc xi thôi. Anh em mình sưu tầm thì mình về phải xi lại, xi tráng lại ha. Cần Koken rất là giá trị luôn. Này, nó có một cái lỗ tròn này, anh em mình có thể đút cái cây vào mình sử dụng như một cây fixie tê đó. Rồi, anh em nào mình thích cây cần 3/4 này của Koken nha. Thì mọi người mình chốt giúp em mã số con này là C42. Rồi C42 cây cần Koken này giá của mình là 500.000 nha anh em. Đó, con này là giá của mình là 500.000. Tiếp theo mã số C43. 43 thì một cây lê mượt nhanh nha anh em. Cái cây lê mượt nhanh của thằng Top này. Cái này thì ngoại hình nó còn khá là mới ha. Em thấy này, ngoại hình này nước xi này mới căng anh em. Đây, top 250 ha. Top 250. Đó, ngoại hình em thấy mới căng luôn. Đây, rèn cỏ này. Rèn cỏ khá là mới nha anh em. Cái này thì em nghĩ là nó chưa có xài, anh em mình có thể sưu tầm. Đó, rèn cỏ này. Rất là đẹp nha. Đó. Lò xo thì anh em yên tâm đi. Như này thì lò xo nó ngon lành rồi. Đặc biệt của hăng Top nữa. Thì cái dòng 250 này của Top á, nó có cái độ mở hàm mà được là 15 này. 15 mà cho đến là 30 nha anh em, 15 đến là 30. Đó, cái này thì có giá trị cho anh em mình sưu tầm, tại vì rèn cỏ rồi gần như nó chưa có sai. Rồi cái này thì giá của mình là 220.000, mã số là G43 nha anh em. G43, con này 220 nha, một cây clay mở ốc nhanh. Đó, thao tác nhanh nha, clay thông minh đó. G43, 220. Rồi G44, một cái cây một lớp cho anh em mình sưu tầm nữa. Cái này hàng chưa sai, nó đến từ hãng Strong Hit nha. Đây là Strong Hit đời cổ nha anh em, size 150. Cái hãng Strong Hit này á, là cái thép của mình là thép alloy.
Và cái dòng này thì nó sản xuất 1980, 1990 gì đó anh em. Hôm trước em Thắng cũng có tìm hiểu rồi. Đây, cái dòng này là dòng nồi cửa và cái thép alloy là một thép rất là tốt. À, anh em mình vừa siêu tầm nha. Đó, nó chưa có xài, nó còn đang bao luôn. À, miệng thì nó không biết là nó có 500 tí này do nó sản xuất hay là người ta xài lướt thì em không rành. Nhưng mà cái này anh em mình thấy ngoại hình nó còn rất là mới. Đây, 150mm ha. Của nhà Tronheat, sản xuất nội địa Nhật, thép alloy steel. Japan ha, của công ty Tohokoki sản xuất. Đây, còn rất là đẹp nha anh em, nó còn đang cái bao luôn. Đó, cái bao này nó hơi bằng bằng tí ha, do mình để bãi. Anh em mình về mình treo thì mình thay vệ sinh thêm giúp em rồi. Anh em nào thích cái mẫu led 150 này của của Tronheat ha, thép alloy, mọi người mình chơi giúp em G44 nha. Rồi con này giá của mình là 150.000 nha anh em, 150.000. À, tiếp theo G45, một cây mỏ lết cũng còn khá là đẹp. Con này thì nó đến từ thương hiệu là Yamako. Con này thì thép của mình là thép CRMO nha, chrome molybdenum. 12 inch ha, Japan. 12 inch Japan ha. Đây là cái phần dấu dít tiêu chuẩn của nội địa Nhật nha anh em. Đây, con len đồ này nọ cũng sơn trưng ha. Đây, môi ngầm được gần như là còn mới luôn nha anh em. Cho mình để bãi này nọ thì nó có vài cái vết cắn rồi ha, trài đồ sơ sơ thôi. Chứ còn ngoại hình con này cũng còn đẹp. Size 300mm. Của Yamako, thép CRMO, Japan. Đó, dít nội địa Nhật, đầy đủ những thông tin chi tiết cho anh em mình xài và sử dụng ha. Đó, đặt một trân tru, con len này anh em thấy không, trắng non à. Đó, về mình xài thôi. Rồi, con này còn khá là đẹp ha. Anh em nào mình thích cái con mỏ lết size 300mm này, mọi người mình chốt giúp em. Mã số là G45 nha. Rồi, G45 con này giá của mình là 260.000 nha anh em. G45, 260.000. Rồi tiếp theo, mã số 78, 79 luôn. Đầu tiên G46 là một cây chìa khóa 30 của thằng Superhand. Con này là cái dòng miệng cali hở này, đó miệng thiết kế như thế này nha anh em, Japan. Cái này nó có vài cái vính sơn thôi, không ảnh hưởng. Anh em mình sưu tầm thì về mình xử lý lại giúp em. Đây hàng nội địa Nhật nha, của Super nha anh em, Japan này, của Super Japan ha. Đây là cái phần khóa vòng của mình, đó. Những góc cạnh nó còn đẹp hết nha. Đó. Cái bãi này nọ thì nó có những cái vít nó. Rồi cái khóa này là khóa 30, đó chị mình hở. Rất là nặng anh em, cái này nó nặng 700 gram luôn anh em. Cái kiểu khóa này nó nặng 700 gram á. Rồi tổng chiều dài 35cm. Anh em nào mà thích chiếc kiểu khóa này của Superhand ha, mọi người mình chốt giúp em mã số là G46. Rồi G46 chiếc chìa khóa này giá của mình là 200.000. G46 nha, 200.000. Tiếp theo G47. Một chiếc chìa khóa của thằng Lobster. Một chiếc chìa khóa của Lobster nha. Hai đầu của mình là 10 và 12. Đó, thép alloy luôn nha anh em. Lobster mà thép alloy teo luôn ha, sản xuất nội địa Nhật nè. Thép alloy Lobster hiệu tôm hùm. Lobster hiệu tôm hùm. Đây là cái đầu khóa 12 này. Đây có vài cái vết lấm đen đen nha anh em. Khóa 12. Còn đây là cái đầu khóa tròng 10. Có bị tróc ha si ha. Bị tróc si. Cái này anh em về xài thôi. Anh em mình thích thương hiệu của Lobster mình chốt giúp em. Con này 10-12 Lobster thép alloy ha. Giá của mình là 100.000. Mã số là G47. Rồi G47 nha. Con này G47 con này 100.000. G48 một cái cây cà lê mở ốc đa năng. Một cây cà lê mở ốc đa năng nha. Con này thì của nhà Mufa như nó nè. Đây Mufa Vinh gì đó. Cái này thì anh em mình có thể mình mở được ốc từ 9 tới 14 ly là con bên này nha. Đó, anh em mình có thể mở được ốc 9 tới 14 ly. Và bên này thì từ 15 cho tới 22 ly. 15 cho tới 22 ly ha. Và những con này thì anh em thấy này. Đó, cái này thì nó có cái phần mình có thể xiên qua xiên lại nữa nè. Bẻ qua nhiều góc ha. Bẻ có nhiều góc. Đó. Đây bẻ có nhiều góc nha anh em. Rất là hay. Và đầu ngầm nói chung còn mới hết nha. Mình có thể mình mở được nguyên một cái cây này mình mở được từ 9 ly cho tới là 22 ly. Mình sử dụng gia đình được rất là ok nha. Rất là đơn em. Hay ha. Rồi tổng chiều dài của mình nó ướm tầm khoảng là 25 cm. Anh em là mình thích cây nha mở ốc đa năng này mọi người chốt giúp em G48 nha. Rồi G48 con này giá của mình là 200.000 nha anh em. G48 200.000.
Rồi G49. Rồi một cái cây của Superton, chiên ngựa ống ha, cái này còn đẹp cho anh em sưu tầm luôn. Đây anh em thấy này, mũi ngầm nó cũng mới căng ha, đẹp, người ta xả nước nên anh em thấy có cái phần đang nhẹ thôi, chứ còn mũi ngầm không có bị lè nha, nó gần như là trên 90%. Đó, đây con lan lùng đẹp. Đây của thương hiệu nhà Superton nha, con này giá mới nó khá là cao nha anh em. Con này thì anh em mình thấy này, đó rang cỏ rồi còn ngon lành hết này. Đây. À, nó mở được từ 16 cho tới 68 mm. Con này là bằng nhôm, hợp kim nhôm nha, còn rất là mới. Đó. Đây, rang cỏ rồi còn mới nè anh em yên tâm nha, không có bị mẻ hay khan nào hết đâu. À, cái này thì anh em mình sưu tầm chân được. À, con rất là đẹp, không có bị loe đâu. Những cái dòng này mình người ta dùng rồi á, nhiều quá thì nó cái phần cạnh này nó loe tại vì nó bằng nhôm nha anh em. Con này rất là đẹp. Rồi anh em nào thích cái con của Superton này ha, mọi người cho chụp em. G49. Rồi con này anh em mình có thể sưu tầm nha, giá của mình là 280, G49 nha anh em. G49 con này giá 280.000. Rồi tiếp theo G50. G50 thì em đang sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cưa có hàng ARS ha. Này cũng còn khá là đẹp nha anh em. Ở dòng ARS cái cán vẫn khá là dài nha. Cái dòng này anh em mình muốn mở lưỡi ra thì mình mở cái này lên ha. Đó, mở cái này lên rồi mình lái lưỡi ra ha. Đây. Rồi mình gập lại thì lúc này cái lưỡi nó sẽ cứng lại ha. Con này nó đến từ thương hiệu là ARS nha anh em. Và rang cưa của mình rang cưa thưa. Nó rất là sắc bén nha anh em. Cái này thì anh em mình có thể mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cái này thì lưỡi gần như là nó chưa có xài luôn anh em. Mình để bãi này nọ thì nó bị oxy hóa phần râm râm chấm 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 thôi, chứ còn cái lưỡi còn rất là bén nha. Đây, nhọn quét luôn nha anh em. Cái này thì lưỡi là bao bén cho anh em luôn. Anh em về mình có thể mình test trước khi mình thanh toán. Đó, rang thưa nha anh em, mình cưa nó mau nha anh em. Đó, rang thưa mình cưa nó mau. ARS và con này thì tổng chiều dài lưỡi của mình á. Tổng chiều dài lưỡi mình đo được là 24 cm nha anh em. Lưỡi dài 24 cm, tính luôn phần cán con này á thì nó dài được là 53 cm. Đó, cán dài. Đó, cái dòng cưa này thì đó thiết kế đặc biệt nha, cán của mình là mình nhựa ABS ha. Đây. ARS made in Japan nha anh em. Rồi, mình mở ra mình gấp lưỡi vào ha. Đó. Hai, đó, trời lên cưa thưa nha anh em, lên cưa thưa. Rồi, gấp lại. Đó. Không có lái ra được đâu ha. Đó, rất là hay. Rồi, anh em nào thích cái cưa của ARS này mọi người mình chốt giúp em mã số là G50. Rồi, lưỡi bao bán cho anh em nha. Cái này thì lưỡi bao bán. Đó. G50 con này 230. G51, một cái lưỡi cưa thay thế của thằng Tajima nha. Anh em mình đang dùng cái dòng lưỡi cưa Tajima này, ANB này, 210 mm, made in Japan, thì mọi người tham khảo giúp em. Đây là cái phần thay thế của mình này. Thì thằng đặc biệt cái cưa của gấp quân Tajima thì cái lưỡi nó thay thế được cho nó thôi nha anh em. Nó là anh em là mình đang dùng cán cưa Tajima thì mình tham khảo. Lưỡi con này là dài 2 tấc mốt nha, và lưỡi cưa mình nói chung là nó cũng là lưỡi cưa mới. Đây rang cỏ này mình thấy là cỏ rất là nhọn, như là chỉ có xài nha. Đó. À, rất là bén nha anh em, chỉ có xài anh em mình về mình thay thế lưỡi mình sử dụng lưỡi cưa 2 tấc mốt. Rồi anh em mình thích cái lưỡi cưa thay thế của Tajima lưỡi 2 tấc mốt này, made in Japan, mọi người cho giúp em G51 nha. Rồi G51 chiếc lưỡi này giá của mình là 120.000. Đó, 120.000 ha. Rồi tiếp theo G52. G52 của mình là một cái cưa gắn gỗ gấp luôn ha. À, cũng chưa xài luôn. Đây cái logo một chữ này nè. À, lưỡi dài 1 tấc 8. Đó, gắn gỗ chốt đồng. Đó, gấp. À, cái này thì anh em mình cưa nhánh rồi cưa gỗ tươi rất là bén nha. Đó, lưỡi rất là sắc bén nha anh em. Cái này nó cũng thưa nữa nên là anh em mình cưa nhánh tươi rất là mau á. Đây. Cái này lâu ngày mình để nó lên cái phần chấm chấm này nè. Đó. Do lại cái thép của mình nó không phải là thép không rỉ ha, thép carbon này nọ là nó anh em nhiều khi anh em mình cưa á, sang mình cũng vệ sinh xong mà nó cũng sát nha anh em. Đây lưỡi dài 18 cm nha, lưỡi dài 18 cm. Tổng chiều dài cái cưa này là nó dài được 42. Rồi anh em nào mình thích cây cưa gấp này mọi người mình chốt giúp em mã số là G52. Này chưa xài nha anh em, những cái nào thì chưa xài, lưỡi còn mới lắm. G52 nha, con này 150. G53, một cây cưa lá hẹ, cái này nó còn đẹp cho anh em, xanh lè xanh lét luôn. Đây logo Elephant nè, logo con voa này. Đó mọc chữ đồ rất là nhiều nha. Đó logo con voa bự ha. Đây xanh lè xanh lét luôn anh em, tím rịm luôn. Đó, cái này thì lưỡi rất là bén nha. Đó,
Lưỡi rất là bén. Con này thì lưỡi cưa của mình nó dài được là 21 cm nha, lưỡi cưa dài 21 cm. Đó, lưu thì con hồ voi này. Đây là fan cho nó ha. Đó, lưỡi cưa xanh lè xanh lét luôn. Đó, đây là tất cả cưa này mọi người tiết kiệm MG53 nha. Rồi, con cưa này giá của mình là 130.000 nha anh em. Đó, chưa xài 130.000. Rồi, mã số G54. Rồi, G54 của mình là một cái con kéo nha, cái kéo tỉa hàng rào rồi nó của thành Sabuten nha anh em. Đây, logo của Sabuten, hàng nội địa Nhật nha, logo này này. Đó. Sabuten nha anh em. Đó. Đây, con đẹp. Đây, Sabuten Japan này, anh em không? Đó. Đây. Con này thì anh em mình có thể xoay đầu này. Đó, xoay đầu này anh em. Đó, xoay độ này này, 90 độ, 45 độ. Đó. 0 độ, 90 độ, 45 độ ha. Đó, mình xoay tùy vào cái góc mà mình muốn cắt mình tỉa đó ha. Đây, cái chốt mình thì nằm đây ha. Đó, đây. Còn rất là đẹp anh em. Đó. Rất là đẹp. Dòng của thằng Sabuten nha. Đó. Và cái lưỡi nó thì nó trong mình hàng nội địa Nhật rất là bán nha anh em. Đây. Ha. Con nào đi phát đó nha anh em. Đó, cái này anh em mình chỉa lá rồi ok. Đó. Rất là bán ha. Đó. Của Sabuten hàng nội địa nha. Tại vì cái loại này cũng có nhiều hàng của China hay là Loan xuất, nhưng mà cái này là hàng của Nhật nha anh em, Japan, Sabuten còn mới nha. Lưỡi cắt nguyên zin, cắt là bán. Rồi, em Thắng sẽ đo cái phần lưỡi cho anh em ha. Con này thì tổng chiều dài của mình á, nó dài được là 34 cm. Phần này mình tỉa được tầm khoảng là 14. Đó. Rồi anh em thích cái cây kéo của Sabuten này, mọi người chốt giúp em nha. Con này G54. Rồi G54 nha anh em, con này giá của mình là 230.000 nha. Rồi, tiếp theo G55. Một cái dụng cụ anh em mình mở nắp nha anh em, mở nắp ha. Đó, con này thì nó đến từ thương hiệu là nhà sinh Club ha, Made in Japan này. Đó, anh em mình mở nắp chai rồi này nọ đó ha. Đó, đây cũng có nó này. Rất là nhiều tiếng nha. Rồi, cái này thì nhỏ nhất của mình á, trên này nó tầm khoảng là 45-48 gì đó ha. Đó. Đây, còn bự ra thì nói chung là nó sẽ bự ra nữa, nói chung là tùy vào anh em mình kéo đó ha. Cái này thì nó cũng không có định và nó cũng không có thông số, tại vì cái này hàng bãi nó không có bao bì nữa, nó không có thông số nha. Đó, hàng của thằng Sungrat nha anh em, hàng nội địa Nhật. Phần này thì nó là bằng cao su. Đó, nó bọc bên ngoài cao su nha, bên trong cái phần xương của mình thì nó là bằng sắt thép. Còn nó bọc bên ngoài là cao su để anh em mình mở, mình đặt những cái nắp chai rồi ha. Rồi anh em nào thích cái dụng cụ này. Có tổng chiều dài là anh em đã bướm giúp em nha, 22.5 cm. Rồi con này mã số của mình là G55 nha, G55. Rồi dụng cụ này giá của mình là 150.000 nha anh em, của Suncraft Made in Japan. Đó, G55 150. Rồi G56, một cái kìm hoa quả còn khá là đẹp ha. Cái này thì dòng nó có vỏ nhưng mà bên sau này nó có một cái để anh em mình khui mở nắp nữa ha. Đó, rất là thuận tiện. Cái này thì nó còn mới nha anh em, đó anh em thấy không? Còn luôn những văn file rồi nè, vỏ rồi mới can cho anh em mình sưu tầm cũng được. Con này thì nó đến từ thương hiệu là hãng Haibuki nha. Haibuki này là hàng nội địa Nhật nha anh em, sản xuất ở Nhật. Đó. Made in Japan. Ràng cổ rồi còn mới này cho anh em sưu tầm. Chưa xài nha, hàng này là chưa xài. Con này thì cái độ mở ngàm của mình á, nó tầm khoảng là 45 nha, tầm khoảng là 45. Chiều dài là 250 rồi, thiết kế 5 nắp. Rồi anh em nào thích cái kiểu mẫu quả này chưa xài, rất là độc đáo ha, có thể sưu tầm, mọi người cho giúp em G56 nha. Rồi G56, cái kiểu mẫu quả này chưa xài giá của mình là 200.000. G56 ha, 200.000. Rồi tiếp theo G57. Một cái bộ khóa nha anh em, một cái bộ khóa gồm có 5 chiếc. Cái bộ này thì nguyên bản của mình là 6 chiếc mà nó bị mất một chiếc rồi. Nên là anh em thấy nó lỏng lẻo thôi, chứ còn ok hết nha. Cái bộ này thì nó đến từ thương hiệu là nhà Suwasupana. Suwasupana nha anh em. Đọc là cái tiếng giống Thái Lan nhưng mà cái này là của Nhật nha. Đây, Made in Japan nha anh em. Made in Japan. Rồi, cái bộ khóa này thì nó vẹn cái nút, cái nút đây là mình mở ra được ha. Cái chốt này. Rồi thì hiện tại nó còn có 5 chiếc nha anh em.
đó Hà Nội địa Nhật Made in Japan. Chìa khóa miệng hết ha. Đầu tiên của mình là chiếc khóa 10 12 này. Rồi con này là 12 14 này. 14 17. 17 19 và 21 23. À, 21 23 ha. Rồi. Những chiếc khóa này rất là thông dụng để anh em mình sửa chữa. Bộ này cũng có 5 chiếc ha. Từ 10 ly cho tới 23 ly. Hàng nội địa Nhật ha, của Suwasubana nha anh em, Made in Japan. Đây, quả này rất là chắc chắn, nó không có sự rơi rớt kìa nha anh em. Suwasubana ha. Rồi, anh em nào thích cái bộ khóa 5 chiếc này của hàng nội địa Nhật ha, mọi người mình chốt giúp em. Mã số của bộ khóa này là G57. Rồi G57, bộ khóa này giá của mình là 200.000 nha. G57 200.000. Rồi, tiếp theo mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay đó là một cái cây rút IV của Maxwell ha. Này ngoại hình cũng còn ok nha anh em. Vỏ đồ cũng còn tươi nè. Tay cầm nó thương hiệu là nhà Marvel nha, hàng nội địa Nhật nha anh em, Marvel. Đây là những cái đầu mở của mình đó. Hay nguyên vẹn hết ha. Bốn đầu nha anh em, bốn đầu mở. Rồi em Thắng sẽ kiếm cây rút IV để rút cho mọi người thêm ha. Đây, cây rút IV ha. Bỏ vô. Một phát ha. Hai phát. Đó, ba phát đi nha anh em, ba phát đi ha. Đó, từ nhả ra luôn, không có ngậm nhít gì ha. Đó. Rồi, anh em nào mình thích cây rút IV này ha. Đó, đây cái này anh em về mình kiếm một cọng kẽm mình buộc qua đây nè, để mình treo lên được ha. Mọi người mình check giúp em mã số cây rút IV của thương hiệu Maxwell ha, Marvel này ha, MR2. Con này mã số của mình là G58 nha anh em. Rồi G58 con này giá của mình là 300.000 nha, 300.000 cây kìm rút IV của Maxwell. Rồi thì hôm nay em Thắng lên tổng cộng là 58 mã sản phẩm. Anh em mình xem có cái mã nào phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966924801 nha mọi người. Rồi em Thắng cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và chúc mọi người có một ngày mới thật là tốt lành ha.